Những cái dấu hiệu nhận biết thiếu hụt nội tiết tố nữ, ví dụ giống như là rối loạn kinh nguyệt nè, hay là chúng ta dễ bị cáu gắt, hoặc là da chúng ta sẽ bị sạm nám tàn nhang nội mồi, hoặc là chúng ta bị thừa cholesterol, cơ thể béo phì tăng cân một cách đột biến không kiểm soát. Trong khi mà chúng ta gặp những cái dấu hiệu như trên thì chúng ta cần phải bổ sung những cái dạng thực phẩm chức năng giúp cân bằng lại nội tiết tố trong cơ thể. Tinh dầu hoa anh thảo là một trong những lựa chọn hoàn hảo cho chị em phụ nữ khi mà chúng ta gặp những cái vấn đề rối loạn về nội tiết tố. Trong tinh dầu hoa anh thảo nó có một hàm lượng lớn axit béo, nó giúp lại cân bằng lại trong cơ thể những cái chứng rối loạn trước khi hành kinh hoặc là trong cái giai đoạn là chúng ta bị tiền mãn kinh. Sản phẩm được sản xuất tại Canada và được phân phối độc quyền bởi tập đoàn Samsung tại Hàn Quốc. Những lợi ích mà tinh dầu hoa anh thảo mang lại: hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, làm chậm quá trình mãn kinh, giảm sự khó chịu rối loạn kinh nguyệt, cấp ẩm cho da, chống khô, nứt, nhăn nheo, và nó giúp cho giảm cái tình trạng là bị rụng tóc. Đặc biệt là hỗ trợ hấp thu canxi, giảm nguy cơ loãng xương, thoái hóa khớp, giảm căng thẳng, mệt mỏi, sa sút trí nhớ. Đối tượng thích hợp để sử dụng sản phẩm là chị em phụ nữ chúng ta đang gặp những cái tình trạng là rối loạn nội tiết tố, rối loạn sinh lý hoặc là có những cái dấu hiệu lão hóa xuất hiện. Chúng ta chỉ cần sử dụng một ngày 2 viên, sáng và tối, trước hoặc sau bữa ăn đều được. Và đây là một cái sản phẩm chống chỉ định cho những đối tượng mà chúng ta đang bị gặp cái vấn đề là rối loạn chứng đông máu. Thì chúng ta có thể tìm mua sản phẩm chính hãng của tinh dầu hoa anh thảo tại website chính hãng của hopbeauty.com, hoặc là chúng ta sẽ liên hệ qua hotline 033 345 9596, hoặc chúng ta có thể truy cập vào fanpage hopbeauty chuyên gia dinh dưỡng để có thể tìm mua sản phẩm. Hopbeauty xin chân thành cảm ơn.